Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong quyển vở bài tập toán lớp 2, bộ cánh diều bài 23, đó là bài luyện tập. Ta có bài tập số 1 như sau. Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn? Như vậy, để biết xem thử là trên sân có tất cả bao nhiêu bạn thì các em sẽ lấy 6 bạn đang chơi. Đây, có 2, 4, 6 đúng không? Chúng ta lấy 6 bạn đang chơi. Các em cộng với thêm 5 bạn đang đến thì ở trên sân sẽ có tất cả là 11 bạn. Phép toán của chúng ta ở đây sẽ là 6 cộng thêm 5 bằng 11. Như vậy, trên sân có tất cả 11 bạn. Đáp số 11 bạn. Xong bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong. Xong bài tập số 2 như sau. Cường có 12 quả bóng. Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng. Như vậy muốn biết Cường còn lại bao nhiêu quả bóng thì chúng ta lấy số quả bóng ban đầu của Cường. Các em trừ đi số quả bóng đã cho em. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy 12, các em trừ đi 5. 12 trừ đi 5 thì bằng 7 đúng không nào? Như vậy Cường còn lại là 7 quả bóng. Đáp số 7 quả bóng. Tiếp tục chuyển sang bài tiếp theo. Những bạn nào chưa xong, các bạn dùng một chút làm cho xong nhé. Sau bài tiếp theo ở đây là bài tập số 3. Tham dự cuộc thi viết về chủ đề Em yêu biển đảo Việt Nam, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi? Như vậy muốn biết cả hai đội có bao nhiêu bài dự thi thì chúng ta sẽ lấy số bài dự thi của đội Hải Âu kem cộng với số bài dự thi của đội Chim Én, tức là lấy 25 cộng với 30. Như vậy cả hai đội có tất cả là 55 bài dự thi. Câu giải của chúng ta như sau. Cả hai đội có tất cả số bài dự thi là hai đội chúng ta sẽ lấy số bài dự thi của đội Hải Âu kem cộng với số bài dự thi đội Chim Én. Như vậy kết quả của ta sẽ là 55 bài. Đáp số 55 bài dự thi. Chuyển sang bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong bài số 3. Bài số 4 như sau. Lớp 2B trồng 12 khóm hoa. Trong đó có 3 khóm hoa đã nở hoa. Hỏi còn lại bao nhiêu khóm chưa nở hoa? Như vậy muốn biết số khóm chưa nở hoa thì các em sẽ lấy tổng số khóm hoa này. Các em trừ đi cái số khóm đã nở thì sẽ ra là số nó khóm chưa nở. Như vậy lấy 12 các bạn trừ đi 3 thì chúng ta sẽ có là 9 khóm chưa nở hoa. Còn lại số khóm chưa nở hoa là
chưa nở hoa. Các em sẽ lấy 12 khóm. Các em trừ đi 3 khóm đã nở. Như vậy còn lại là 9 khóm. Đáp số 9 khóm chưa nở hoa. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập của bài 23 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ cánh diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.